Hoàng Đức mang quả bóng vàng đến sân tập. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội ở thể công Việt Theo chúc mừng trong buổi tập chiều ngày 20 tháng 2, một ngày sau khi giành quả bóng vàng Việt Nam 2023. Hoàng Đức là tâm điểm chú ý của câu lạc bộ thể công Việt Theo trong buổi tập chiều ngày 20 tháng 2 bởi anh vừa đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2023. Tiền vệ quê Hải Dương ngay lập tức bước vào tập luyện sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Anh mang theo quả bóng vàng đến sân tập chia vui với các đồng đội. Ông Đỗ Mạnh Dũng, giám đốc trung tâm thể thao Việt Theo, tặng hoa chúc mừng Hoàng Đức. Đây là lần thứ hai Hoàng Đức giành quả bóng vàng Việt Nam. Sau lần đầu vào năm 2021, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chúc mừng học trò. Toàn đội Việt Theo chụp hình lưu niệm cùng Hoàng Đức trước khi bước vào tập luyện. Hoàng Đức sau đó cất quả bóng vàng để tập trung cho buổi tập. Câu lạc bộ Việt Theo đang trải qua giai đoạn khó khăn tại V-League 2023-2024 khi đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 13 điểm. Ngày 23 tháng 2, Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân nhà hàng đẩy ở vòng 10. Hoàng Đức được truyền thông vây kín sau lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2023 tối ngày 19 tháng 2. Nhiều ý kiến cho rằng Tuấn Hải, quả bóng bạc, xứng đáng hơn tiền vệ thể công Việt Theo cho danh hiệu quả bóng vàng. Khi được hỏi về màn thể hiện của Tuấn Hải, Hoàng Đức nói, tôi và Tuấn Hải đều có những trận đấu tốt và các bàn thắng đẹp. Ai giành quả bóng vàng cũng xứng đáng. Tôi tin giải thưởng lần này sẽ thúc đẩy chúng tôi cùng hoàn thiện bản thân để cống hiến hơn nữa cho bóng đá nước nhà. Ảnh, Đức Đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.